Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu có mặt tại ZS Nhà Bè cùng với một người đẹp, đó là Vi Bella. Thì hôm nay thì Phước Sửu rất là vui cùng với Vi là trải nghiệm tham quan một dự án khá đẹp tại Nhà Bè, phải không Vi? Dạ, đúng rồi. Rồi, theo Vi cảm nhận cái dự án này như thế nào? Thì đây cũng là lần đầu tiên mình đến cái khu ZS này. Thì hiện tại mình đang đứng ở khu vực này thì mình thấy đây là một cái không gian sống rất là lý tưởng cho khách hàng, nhất là những khách hàng nào mà muốn có một cái không khí trong lành, hoặc là một công viên, hoặc là bờ sông thoáng mát để thư giãn, thì đây là đúng là một nơi lý tưởng. Rồi, Phước Sửu và Vi Bella sẽ vào tham quan một căn nhà 10x20, gọi là căn sóc lọc tại khu dân cư này nhé. Rồi, đi đâu còn đây nào. Vi ơi, cho mình hỏi tí xíu là khi trước giờ là Vi cũng đi tham quan nhiều dự án rồi á, thì Vi thấy cái dự án này á, thì cái cách thiết kế và cái tông màu ở đây thì có đẹp hay không? Hiện tại với cái chủ đầu tư này á, thì theo mình được biết là chủ đầu tư rất là nổi tiếng về cái xây dựng. Đây là chủ đầu tư xây dựng cái tuyến đường Phạm Văn Đồng. Và tuyến đường đây, và đây cũng là chủ đầu tư xây dựng cái tuyến metro số 1 của Sài Gòn mình. Và chủ đầu tư này cũng rất là nổi tiếng xây dựng ở tất cả các khu vực như là Thảo Điền, Thủ Thiêm. Và đây là cái dự án rất là nổi tiếng với cái quy hoạch tổng quy mô là rất là lớn, 350 hectare. Rồi, bây giờ Phước Sửu và Vi Bella sẽ vào tham quan một cái căn nhà 10x20, phải không? Dạ. Cái cách bố trí rất là đẹp á, thì với Vi là ở đây thì chừa sân vườn nè. Bên hông này á, thì mình sẽ gọi là một cái gara xe, và đây là một cái cửa chính đi vào cái căn 10x20 này. Vi thấy như thế nào khi mà mình vào một trong gian nhà bên trong, và cái cách bố trí ở đây thì về cửa sổ và cửa chính thì nó có bố trí có hài hòa hay không? Ở không gian này thì nhà chủ đầu tư đã cố tình thiết kế một cái không gian ví dụ như bếp hoặc là phòng khách được bao bọc bởi tất cả các sân trước, sân sau và bên hông, để mình có thể giống như là vừa quan sát vừa giống như vừa ở trong nhà vừa có cảnh thiên nhiên. Rồi, khá đẹp không? Khi mà mình bước vào đây là một cái tủ giày và một cái hệ hộp gen đưa lên cao, và ở dưới cầu thang thì mình có thể thiết kế được một cái toilet, và ở đây là phòng khách, và bên này là phòng khách phong Vi. Và bên này là một phòng bếp. Chưa nói là bên này sẽ có một cái không gian gọi là sinh hoạt chung ở tầng trệt nữa, phải không? Nếu mà ví dụ ở đây là có người già thì mình có thể thiết kế ở đây là một cái không gian dành cho người già mà không có thể leo tầng lầu được. Và chưa nói thì mình có thể đi ra, đây là một cái sân vườn khá đẹp luôn. Giữa hai sân vườn á, thì nó sẽ có một cái giữa hai sân vườn thì cùng có một cái khoảng chừa giống nhau, nên ở đây thì nó sẽ có một cái sân vườn nối liền giữa hai bên. Rồi, rồi bây giờ là Phước Sửu và Vi Bella sẽ cùng lên tầng 1 để mình xem là cái tầng 1 thiết kế như thế nào, và có thể là thiết kế được cho cái ngôi nhà là gồm gọi là nhiều thế hệ hay không ha. Bốn phòng ngủ, ok. Có thể là đây là có thể phòng master. Master. Và ở đây thì với cái hệ thống gọi là chỗ này là toilet lớn như vậy và hộp gen như vậy, thì mình có thể thiết kế được một cái phòng tắm lớn, do có một bồn tắm nằm và có cửa, khung cửa sổ nhìn về một cái công viên mùa hè rất là đẹp, phải không? Đây, công viên mùa hè, và có đài phun nước, và có lối coi như là cái có cái khu tập thể dục nè, rồi có những cái sân chơi cho em bé luôn. Khá thú vị, phải không? Hiện tại thì khu vực này các bạn thấy là có điện cao thế khá là nhiều, nhưng mà trong quá trình xây dựng xong thì những cái cột điện cao thế này sẽ được gỡ bỏ xuống ha. Quá tuyệt vời. Đây, phòng này là phòng lớn và có một cái ban công khá rộng rãi, phải không Vi? Vi có thể ra check in xem là cái cây hoa gì nó nở màu rất là đẹp vậy. Dạ, em cũng không biết. Đây gọi là hoa bằng lăng tím Vi. Chủ đầu tư trồng những loại cây thấp tầng và cao tầng làm tô điểm thêm cái không gian gọi là sử dụng tại khu vực này, có một cái khoảng không và cái những cái màu xanh gọi là gam màu rất là đẹp và mát mẻ trong khu dân cư này ha. Rồi, thì vừa bước lên cầu thang, ở đây là một cái lối gọi là sân thượng. Ở đây thì mình có thể là thiết kế phòng giặt hoặc là một cái không gian sinh hoạt chung ở đây cũng được, là mình có thể để một cái bàn để mình ngồi mình uống trà hay như thế nào.
Đây là cũng là một phòng bedroom luôn, master bedroom luôn, nhưng mà nó ở mặt sau thôi ha. Cũng khá rộng rãi và có thể thiết kế được là nhà vệ sinh trong bên trong. Xung quanh là coi như hệ thống cửa chống cháy, rồi là hệ thống cửa cách âm rất là tốt. Đúng rồi. Đây là mình với lại Vi Bella đang lên tầng 2. Thì Vi nhận thấy cái tầng 2 thì như thế nào vậy Vi? View nhìn bao bọc hết toàn bộ, mình có thể xa hơn là mình có thể nhìn được về đường Nguyễn Hữu Thọ, và ở đây là toàn bộ cái công viên ở đây ha. Công viên ở đây khá đẹp. Đây là công viên mùa hè, với cái chủ đề công viên mùa hè thì trồng những loại hoa, thì vào mùa hè nó sẽ nở những cái loại hoa. Ở đây sẽ có 4 công viên xuân hạ thu đông, và mỗi mùa hoa thì mỗi mùa thì sẽ có mùa hoa khác nhau. Đã, khá đẹp phải không? Đây, ở đây em nghĩ mình có thể thiết kế một phòng thờ. Một phòng thờ, một gian phòng thờ ở đây. Hoặc là nếu mà như theo anh á, thì ở đây mà thiết kế một phòng, và ở đây là thiết kế cái phòng gian phòng thờ ở đây nè. Ngay đây là cái lối ra ban công luôn, thì nó sẽ thoáng hơn và nó tiết kiệm được diện tích. Thì ở trên này mình có thể bố trí được một phòng luôn, khá thoáng. Và phía sau thì chắc ăn là không quên là thiết kế thêm một phòng ở trên này rồi. Có toilet bên trong và có một cái ban công khá rộng rãi, phải không? Đúng rồi. Phi cảm nhận về cái căn nhà này như thế nào, và cái lối kiến trúc và thiết kế của chủ đầu tư này nó khá hợp lý hay không? Đúng rồi, nói như Vi thì ở đây là một cái gọi là bán cổ điển. Thì chủ đầu tư kết hợp vừa là cổ điển và vừa hiện đại, thì làm cho cái ngôi nhà ở đây trở nên gọi là một cái màu này, gam màu này thì chắc là không bao giờ bị lỗi thời. Và ở đây khi mà quý anh chị và khách hàng mà đã nhận và gọi là bàn giao ở đây và đi coi nội thất, thì họ cảm thấy rất là happy, họ rất là thích về cái mẫu mã thiết kế. Và đặc biệt là chủ đầu tư ở đây là trang bị tất cả những cái tiện ích cho bên ngoài và bên trong của căn nhà, bên phần thô ha, thì khá hợp lý và cảm giác như là lạc vào một cái khu gọi là một cái nơi ở là khá đẹp, và chứ không phải là một khu dân cư và đúng, bình thường nữa, là một nơi ở, một nơi nghỉ dưỡng thật sự. Đúng rồi, nói chung là thư giãn. Đúng rồi. Ngoài ra thì ở đây thì chủ đầu tư có thêm một cái lớp hậu. Đối với cái phân khu là Sky River Country One này thì có đến 3 clubhouse, và có khoảng trên dưới 100 cư dân thì sẽ có một clubhouse, và tất cả những cái tiện ích ở trong đó rồi mọi người biết rồi đó. Thì như Phương Sửu đang quay video thì mọi người thấy này, có hồ bơi nè, phòng tập gym nè, rồi có hầm rượu nè, rồi có nhà hàng nè. Vậy là mình có 4 cái hồ bơi ở trong? Có 3 thôi, 3 hồ bơi, và có rất là nhiều hệ thống công viên, và có 4 công viên 4 chủ đề khác nhau. Rồi, để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án này thì quý chị inbox cho Phước Sửu. Hoặc là Phi. Theo số hotline bên dưới để chúng mình sẽ cung cấp cho quý chị nhiều thông tin hơn nữa về dự án, và đặc biệt cái lô hàng bây giờ là đang còn nhiều căn giá tốt phong vi. Dạ đúng rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.